Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh chia sẻ các kỹ năng trên Internet Marketing của Tomato Hường. Thì trong video này Hường sẽ chia sẻ về cách các bạn sử dụng phần mềm Camtasia từ căn bản cho đến chuyên sâu. Và trong danh sách phát này Hường cũng chia sẻ cái cách làm thế nào để tạo video TikTok bằng Camtasia và video YouTube bằng Camtasia, video để đăng fanpage bằng Camtasia. OK, trước khi mà bắt đầu, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Hường để nhận nhiều chia sẻ mới nhất. Bấm vào nút đăng ký và bấm vào nút chuông thông báo để nhận các video chia sẻ hay hơn về các kỹ năng Internet Marketing. OK, bây giờ Hường sẽ bắt đầu chia sẻ. Bây giờ các bạn sau khi tải Camtasia về, thì các bạn bật nó lên. Nếu như chưa biết tải thì trong video trước Hường cũng đã chia sẻ cách tải và cài đặt phần mềm Camtasia và thậm chí là Camtasia bản quyền. OK. Thì bây giờ các bạn mở nó lên. Ở đây các bạn có thể mở New Project hoặc là New Recording. New Recording tức là các bạn quay màn hình và hướng dẫn một cái gì đó trên màn hình thì các bạn bấm vào New Recording. Còn bây giờ Hường sẽ edit cái video nào đấy nên chúng ta bấm vào New Project để edit một cái video mới. Ở giao diện này, đầu tiên là các bạn nhập dữ liệu vô, tức là nhập hình, nhập video, nhập logo, nhập tất cả mọi thứ vô để chúng ta biến nó thành cái video mình muốn ấy, thì ngay chỗ media này và chúng ta bấm vào import media. Bấm vào đây thì mình có thể chèn để một vài video vô, ví dụ như Hường muốn để video này. Hường cũng muốn để video này luôn, để hai luôn, ba luôn. OK, bấm vô. Như vậy thì chúng ta sẽ có ba video để edit, ví dụ như Hường muốn là import media để logo vô, rồi để logo. Hoặc là cũng có thể để một cái logo kiểu này vô. Rồi Hương cũng có thể import video nào đấy để mình edit. Hiện tại thì có những cái video ngắn này thì mình sẽ lấy làm hướng dẫn cho các bạn. Ví dụ như Hương muốn là edit video này. Cái video này bấm. Ví dụ như Hương muốn nó ngắn đi thì Hương sẽ kéo nó ngắn lại thì nó chỉ chạy tới đây nó dừng thôi. Rồi OK. Vậy ha. Bây giờ Hương muốn là chèn một cái video vào giữa video này thì mình sẽ bấm lẽ ra thì mình chỉ cần lê chuột bấm vào cái nút này ở trên màn hình thì nó sẽ là cắt đôi cái hình này ra, tách nó ra và bỏ cái video nào đó chính giữa. Ví dụ Hương bỏ cái video này chính giữa đây. Rồi kéo nó lại thì chúng ta đã có một cái video cắt ghép. Rồi nó sẽ bắt đầu chạy như vậy. Rồi OK, ở cái video này mình thấy là nó chưa chạy hết full màn hình nên Hường quyết định là mình kéo nó ra, mình bấm vào nó hiện màu vàng như thế này, tức là mình đang edit cái video này đấy. Còn video này nó không ảnh hưởng, chỉ có những cái đoạn nó màu vàng thì nó mới ảnh hưởng thôi, có khung vàng đấy. Thì chúng ta kéo nó ra thì mọi người thấy là video đã full rồi, đẹp rồi. OK, rồi bây giờ ngoài cái việc mà chúng ta cắt bằng lê chuột vào đây, bấm vào cái khung này, chúng ta bấm vào cái nút này để cắt, thì chúng ta có thể bấm vào bàn phím ấy, bấm vào chữ S trên bàn phím là nó sẽ tắt rồi. S, bấm chữ S ấy. Chữ S trên bàn phím thì nó sẽ cắt đôi ra cho các bạn luôn, cho nó nhanh thao tác, cho nó nhanh. Ban đầu mọi người có thể bấm nút cắt đây nhưng mà thông thường thì Hường chỉ bấm vào nút S trên bàn phím cho tốc độ cắt của mình nhanh lên. Bởi vì là trong quá trình mình quay video á, như bây giờ cái video Hường quay để chia sẻ cho các bạn cách sử dụng Camtasia này thì có những cái đoạn nó cũng sẽ bị dư. Mình phải dừng lại một tí thì mình cắt cái đoạn đó ra thì rất là nhanh, mình chỉ cần bấm vào nút S lê chuột và bấm vào cái ô mình cần cắt, sau đó lê lê cái thanh này nè, cái thanh đến cái vị trí cần cắt, sau đó mình cắt nó ra là được. OK, mình chỉ cần lê tới vị trí nào đấy mà mình muốn cắt. Rồi OK, đấy là cái việc edit nha. Ví dụ như một cái đoạn video Hường chia sẻ có thể lên tới 1 tiếng thì chúng ta sẽ tới những cái đoạn bị dư ấy thì chúng ta lê chuột đến và chúng ta cắt. Ví dụ như muốn cắt cái đoạn này, muốn cắt ngay chỗ đây thì chúng ta chỉ cần bấm nút S trong màn hình là nó cắt. Rồi OK, video quá lộn xộn rồi, mình xóa đi. Làm lại mình không muốn làm nó nữa, mình làm lại thì bấm vào đây. OK, thì bây giờ Hường muốn chèn cái logo vô ở phía bên này thì mình sẽ kéo cái hình. Hồi nãy Hường đã import cái logo vô rồi. Thì bây giờ mình sẽ kéo cái logo vào đây.
Rồi ok, mình có muốn logo xuyên suốt cái màn video thì mình sẽ kéo đến hết video luôn. Rồi ok, mình sẽ thu nhỏ. Bấm vào cái logo nha các bạn. Bấm vào cái logo có cái khung màu vàng như thế này, có nghĩa là đã bấm vào nó, đã chọn nó rồi đó, mình điều chỉnh nó. Rồi ok, mình sẽ chọn cái logo, mình sẽ để góc phim bên này chẳng hạn. Mình kéo nhỏ cái logo, nó có áp dụng hết luôn, toàn bộ video nó đều nằm ở vị trí đấy. Bởi vì chúng ta đã bôi vàng hết từ đầu đến cuối nên là nó sẽ áp dụng hết video từ đầu đến cuối. Ok, khá là dễ sử dụng đúng không các bạn? Nói chung là vì phần mềm này nó khá là thần thánh nên các bạn cần phải sở hữu ngay. Nếu như các bạn nào chưa tải thì chúng ta nên sử dụng ngay. Rồi ok, thì rồi bây giờ mình muốn là nó chỉ đến nửa thôi, thì chúng ta kéo nửa thì nó chỉ chạy tới đây nó dừng thôi. Rồi, ok, Hương muốn chèn thêm một cái hình nữa. Hương muốn chèn thêm một cái hình nữa vào đây. Ví dụ như Hương muốn chèn cái chữ set laptop lên và đi thì mình kéo lên trên. Đấy, kéo lên trên và chữ set laptop lên và đi. Muốn muốn chạy hết, nó chạy hết video thì kéo hết video. Rồi ok, mình sẽ chỉnh, ví dụ như chỉnh nó góc này. Thí dụ muốn thôi, không nên là làm video hoa lá hẹ tùm lum như thế này, nhưng mà Hương lấy ví dụ cho các bạn dễ hình dung đấy. Rồi ok, mình có thể kéo nhỏ nó lại. Ok, nhưng mà các bạn lưu ý nè, ở đây có mỗi thanh, ví dụ như chúng ta có track 2, track 3, track 4 đúng không, track 1 ở đây. Thông thường thường chừa lại track 1 bởi vì là có những cái mình muốn dỗ. Ví dụ như các bạn kéo cái chữ set laptop lên vào đi, mình bấm ở mình kéo ở xuống track 1 nha, tức là nó ở phía trước track 2 và track 3, track 4, thì cái chữ set laptop lên và đi nó chìm mất, nó không thấy luôn. Nên là mình phải lưu ý là tức là nó đang ở phía sau video, video che mất rồi. Nên các bạn muốn cái chữ này nó thấy á thì chúng ta phải bỏ lên trên bằng cách là để cái track ở phía trên. Ok, thì trong một số trường hợp chúng ta cần phải bỏ track dưới thì từ từ các bạn sẽ tự hiểu ra. Ví dụ như là một số cái video mình chỉ muốn lấy âm thanh thôi, mình không muốn lấy hình, thì mình kéo cái video đấy mình bỏ ở track ở bên dưới thì nó sẽ chìm cái video đi, nó chỉ nghe tiếng thôi. Ok. Rồi ok, như vậy thì mình đã điều chỉnh một số cái căn bản. Các bạn có muốn điều chỉnh gì nữa? Ngoài ra thì thực tế mình có thể sử dụng cái thao tác như thế này, mọi người có thể cắt video đoạn giữa bằng cách là kéo cái này. Tức là mình kéo cái này ra. Kéo cái đấy. Xong rồi mình kéo cho nó ra cái đoạn mình cắt, xong mình bấm nút delete là nó xóa đoạn giữa. Đấy, cái đấy cũng được, các bạn cũng có thể. Tức là chúng ta chỉ cần là kéo hai cái thanh này ra nè. Tức là cái khung khung màu nó bôi xanh như thế này là khung chọn. Các bạn có thể bôi xanh như thế này và các bạn cắt cắt một cái. Chỉ cần bấm nút cắt là nó sẽ cắt hết cái đoạn chính giữa luôn. Ok, thì tùy các bạn. Nói tóm lại là cái này là cái khung chọn, cái thanh để chọn. Còn nó chạy hết môn cụm này tức là nó đang phát video á. Phát video thì các bạn muốn phát video chạy thử, nhìn ở trên đây thì mình sẽ thấy là video chạy thử. Mình có thể bấm nút này để cho nó chạy thử video. Đấy, ban đầu thì mình cũng bấm nút này nhưng mà sau này mình không bấm nữa, tốn thời gian, mình chỉ cần bấm nút space, tức là nút cách ấy, nút 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 thanh trống ấy, nút dấu cách, nút khoảng 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 trắng ở trên cái bàn phím của chúng ta, bấm một cái là nó chạy, bấm cái nó dừng. Ok. Thì đấy là tính năng về chèn logo trong cái video, cắt video, ghép video. Và chúng ta muốn thêm chữ thì mình sẽ bấm vào cái chỗ là đây. Và chúng ta thêm chữ, ví dụ như mình muốn thêm chữ cái kiểu này thì chúng ta kéo chữ đó vô. Rồi mình muốn thêm chữ đến hết video thì kéo hết. Còn không thì mình chỉ thêm tới đây thôi. Thì ở đây mình có thể điều chỉnh cái kiểu chữ của mình. Ví dụ như mình muốn là chữ này màu, cái khung viền màu gì, màu đỏ xanh, ví dụ như Hường muốn nó màu xanh đi đấy, thì mình có thể bấm vào đây, hoặc là ở đây các bạn muốn màu gì các bạn bấm lên đây nè, chấm vào đi theo màu đấy. Ví dụ Hường chấm màu 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 vàng thì có nghĩa là cái khung này nó màu vàng. Tóm lại là mình có thể chọn cái màu mà nó có sẵn ở trên đây, hoặc là cái màu mình chỉ cần bấm vào cái bút này mình đi chấm chỗ nào nó ra cái màu đấy. Ví dụ Hường bấm vào cái bút, Hường đi chấm cái màu xanh này thì nó ra cái chữ của mình là cái khung viền màu xanh. Ok, rồi bây giờ mọi người có thể chọn outline, mình chọn cái kiểu outline tức là cái khung viền của cái chữ ấy, chúng ta có thể cho nó dày lên. Đấy, mọi người thấy dày lên mỏng đi, dày lên mỏng đi. Đấy, rồi, nhiều phông chữ ở đây các bạn có thể chọn cái kiểu mà mình muốn ha. Rồi đây, kiểu chữ ở đây các bạn có thể chọn kiểu chữ khác. Rồi để sửa thì các bạn chỉ cần double click vào đây là có thể chỉnh được. Ví dụ như Hương gõ tên mình vô, các bạn muốn gõ làm việc sub, làm sub cũng được. Nếu như phông chữ chưa ok thì chúng ta có thể bấm vào cái chữ A này nè, rồi mình chọn cái font khác để nó không bị lỗi.
Đấy, một số phong nó cũng khá là đẹp. Rồi kia, trong trường hợp mọi người muốn vô edit kiểu chữ kiểu khác thì chúng ta cũng có thể add kiểu khác. Cái kiểu khác bằng cách là add chữ không có viền, không có có khung ở đây vô chẳng hạn. Đấy thì cái chữ ABC này. Đấy, mọi người có thể cho nó bự ra. Bự ra thì mình bấm vào chữ size bên phía bên góc bên phải này, kéo như này nó bự ra, kéo nhỏ bự, nhỏ bự, nhỏ bự tùy các bạn thích. Không thích nữa thì các bạn chỉ cần bấm vào cái chữ mình delete nó đi là xong. Và đấy là chúng ta đã vừa thêm chữ xong. Vừa thêm chữ xong rồi thì bây giờ mình thêm xem tính năng ở trên đây, transition này. Ví dụ như Hường muốn là ở trong cái video này, video mới chèn vô đấy, thì Hường muốn là thêm một cái video nữa, bấm vào media này để thêm cái video này vô. Ví dụ thêm cái video này vô đúng không? Đấy, mình kéo cho nó full. Có những cái video nó không full thì mình kéo cho nó full ra. Rồi ok. Như vậy thì Hường muốn á là transition, tức là bấm vào đây để mình chuyển cảnh. Chuyển cảnh ví dụ như mình chọn chế độ này, các bạn chuyển cảnh như thế, hoặc là chuyển cảnh lật qua, chuyển cảnh kéo ra, hay chuyển cảnh kéo từ bên đây qua, kéo từ bên kia ra, hay là bốc khói, hay là như thế nào đấy. Thì các bạn có thể tùy hứng. Ví dụ như Hường kêu chọn cái kiểu này, Hường bỏ vô đây thì có nghĩa là nó chuyển cảnh như sau. Đó, nó sẽ cuốn lại, nó qua chuyển cảnh. Thì đấy là các bạn có thể chuyển cảnh, cắt ra và chuyển cảnh tùy vào trong trường hợp mình thấy phù hợp thì mình bấm chuyển cảnh. Những trường hợp nó bị đứt quá, tức là video mình cắt nó không có suôn sẻ, mình chọn chế độ chuyển cảnh cảnh cũng là một cái cách mà làm cho video của mình nó suôn sẻ hơn, nhìn nó không có bị vướng, nhìn nó làm cho không mang lại cảm giác khó chịu. Rồi ok, như vậy thì mình đã xong cái chuyển cảnh nha. Các bạn có tha hồ lựa chọn các chuyển cảnh trên đây. Ví dụ như mình có thể chọn cái kiểu chuyển cảnh như thế này. Đấy. Đấy, thì tùy các bạn. Rồi ok, đấy là chuyển cảnh. Tức là chúng ta quay nhiều phân đoạn khác nhau và chuyển cảnh. Rồi tiếp theo là ở đây là kiểu chữ. Ví dụ như ở trên đây Hường có cái kiểu chữ mình đã viết như thế này rồi. Bây giờ mình muốn chọn kiểu chữ là nó nhún nhảy như thế này. Hoặc là kiểu chữ như này. Ở trên rớt xuống. Thì kiểu chữ như thế này. Kiểu chữ như thế này. Hoặc kiểu chữ như thế này. Hoặc là như này, hoặc như này, hoặc như này, hoặc như này. Tái thử chọn một cái thử xem nào, nó chạy như thế nào. Đó, nó chạy vô đó các bạn. Muốn rõ hơn thì Hường sẽ viết một cái chữ không có khung xem nào. Không có khung, ví dụ như Hường sẽ cho nó bự lên, size cho nó bự lên. Đấy, kéo vào đây, ví dụ chữ không có khung, kéo vào đây. Ví dụ như mình sẽ lấy chuột vào đấy. À, ví dụ như tôi yêu bạn. Rồi ok, mình sẽ coi thử cái phông chữ ok không. Nếu mà không có ok thì chúng ta sẽ đổi thành cái phông chữ khác cho nó ok. Ví dụ hết hết lỗi đúng không? Rồi mình sẽ bấm vào behavior để mình chọn cái kiểu mà kiểu hiệu ứng cho cái chữ ấy. Bây giờ bấm là xem hiệu ứng này. Đó. Hoặc là các bạn thích hiệu ứng khác thì chúng ta bấm vào hiệu ứng khác kéo vô. Đấy, rồi có thể có xóa hiệu ứng đó đi. Trong trường hợp mà các bạn lỡ mà xóa bất cái mà mình vừa làm ấy, mình muốn quay trở lại thì chúng ta bấm vào Ctrl Z thì nó sẽ quay trở lại nha các bạn. Bấm vào Ctrl Z trở về trong trường hợp mà chúng ta lỡ xóa mất cái gì mà chúng ta vừa thích. Rồi ok, như vậy thì chúng ta vừa điều chỉnh xong chữ, cách thử lại chữ ở đây nè. Chúng ta có thể làm lấp lánh nhấp nhá gì đó thì các bạn có thể làm, có thể đổi kiểu chữ, màu chữ. Ở đây bấm vào chữ A, chọn không muốn màu trắng đúng không? Chúng ta muốn màu đỏ đúng không? Thì chúng ta có thể chuyển thành màu đỏ, màu xanh. Đấy, màu xanh cũng được, hoặc là các bạn thích thì các bạn bấm vào cái dấu cái kim này nè, xong cái mình đi chỉ vô tất cả trên màn hình, muốn màu nào thì chỉ vô màu đấy thì nó ra. Rồi ok, sau đấy thì chúng ta bấm vào animation thì những cái này chuyên sâu hơn tí. Rồi những có một số cái hiệu ứng đẹp như này. Rồi ok, quan trọng là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái căn bản trước, rồi tí nữa chúng ta sẽ đi vào chuyện sau. Rồi, ngay chỗ cái voice này thì chúng ta hoàn toàn có thể là ghi cái giọng nói của mình. Một số đoạn ấy mình nói nó bị lỗi hay là bị sai, lỡ nó bị nhầm một cái dữ liệu nào đấy, hoặc là nó bị lỗi, hoặc là lúc đấy nó bị rè, hoặc lúc đấy có âm thanh lạ vô ấy, mình chưa có kịp cắt trong cái video luôn ấy, thì mình có thể start voice, mình ghi âm trực tiếp ở trên đây, rồi sau đó sẽ mình sẽ ghép nó vô. Ghép nó vô cũng đơn giản thôi, mình ghi âm.
ghi âm vô thì mình để thêm một cái thanh, một cái track nữa, mình bỏ lên đây mình đè lên nó là nó sẽ chạy, mình tắt cái video. Ví dụ như ở trong cái video gốc này nó có cái âm thanh sẵn, mọi người nhìn thấy là kéo cái này ra này, ban đầu nó bé như này đúng không, mọi người kéo ra để cho nó dễ thấy thôi. Thì ở trong cái này mọi người thấy là âm thanh của nó ấy, là nó đang cái mọi người có thấy cái đường nhấp nhô trắng 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 bên dưới không? Mọi người có thể nhìn thấy là âm thanh của nó đang có, còn những cái đoạn nào không có âm thanh đó thì cái này nó không có đâu. Thí dụ như Hương bấm vào đây. Thì nó sẽ có những cái đoạn này là âm thanh. Mọi người muốn tắt cái âm thanh đây đúng không? Tắt âm thanh đây thì chỉ cần bấm vào đây và bấm vào cái ở bên góc phải bên trên này, nó có cái ô âm thanh này nè. Gain ra âm thanh ở mức 100%. Mọi người muốn tăng cường âm lượng trong trường hợp cái âm thanh của video bé quá, mình tăng nó lên maximum lên 250 luôn cũng được, hoặc là hạ nó xuống không, tức là cái video này không có âm thanh nữa. Sau này các bạn phát cái video này lên nó không có âm thanh nữa, các bạn đè lên cái âm thanh khác. Ví dụ như trong trường hợp âm thanh ngay chỗ cái đoạn này bị lỗi đúng không, mình tự ghi âm vô, mình bấm vào Start Voice Recording, mình ghi âm xong rồi cái mình gán nó vô Start Voice nè, Recording xong rồi cái mình sẽ gắn nó vô. Ví dụ như mình vừa ghi âm xong á, ví dụ như mình bỏ vào desktop đi. Đấy thì âm thanh này đã được ghi rồi, thì chúng ta sẽ đè lên trong trường hợp là mình muốn đè đúng không, âm thanh hồi nãy Hường nói quá trời quá đất thì nó ghi luôn rồi, thì nó sẽ đè lên đây. Bấm thử xem nào. Cái đoạn này thì các bạn không nghe thấy âm thanh gì, nhưng mà Hường ở bên đây Hường làm video thì Hường nghe thấy nha. Tại vì Hường không phát âm thanh trong máy nên là khi mình phát trong quá trình mình thực hành thì các bạn không nghe thấy cái âm thanh của cái video mình làm. Vậy nên là các bạn cứ thoải mái, ở đây có âm thanh chứ không phải nó bị im lặng đâu. À, đúng không? Rồi tắt nó đi, còn con có nhu cầu là lấy phần ghi âm của mình. Rồi ok. Đấy là cái phần mà ghi âm bổ sung vô audio effects, thì trong trường hợp mọi người muốn kèm một bài nhạc, ví dụ Hường bấm vào media, Hường tải thêm dữ liệu ở trong máy là một cái đoạn nhạc nào đấy. Ví dụ như một cái đoạn nhạc nhìn thí dụ vậy. Đúng không? Thì mình muốn là cái bài chia sẻ của mình nó có thêm đoạn nhạc vô cho nhạc chìm vô cho nó hay, thì chúng ta kéo nhạc vô và chúng ta ví dụ như nhạc đây là 100%, mọi người có thể để nhạc chìm nhỏ nhỏ thôi, khoảng cỡ tầm là 27% hoặc là 19% thôi, ít ít thôi, nói chung lại là bé bé thôi, tùy vào cái độ mong muốn của các bạn, hoặc là các bạn cũng có thể làm nhạc kết thúc. Rồi ok, các bạn muốn nhạc tới đây thôi, không muốn để nhạc nữa thì các bạn bấm vào đây và bấm vào chữ S trên màn hình để phân đôi nó ra, hoặc là các bạn bấm vào cái nút này nè ở trên màn hình để phân đôi nó ra rồi xóa cái này đi. Sau khi xóa thì các bạn thấy là cái nhạc ở bên này nó đang bị dừng đột ngột nè. Để mình làm hạn chế cái việc dừng đột ngột của nó, nghe nhạc nó êm hơn, hay hơn thì chúng ta bấm vào Audio Effects, bấm vào đây và có chữ Fade Fade Out nè, thì chúng ta bấm vào đây. Kéo vào đây thì cái nhạc của chúng ta nó sẽ không bị dừng đột ngột, tức là cái đoạn này nó biến từ cái nhạc bình thường nhỏ dần rồi kết thúc. Rồi đoạn này là đang nhỏ dần rồi lên bình thường, tức là fade in là cái đoạn mà nhạc khởi đầu một cái đoạn nhạc, thì chúng ta kéo cái này chúng ta bỏ ở đầu. Ví dụ như muốn nhạc này lên từ 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 thì chúng ta kéo bỏ đầu, thì nhạc ở đoạn này nó sẽ lên từ 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 nhỏ cho đến vừa vừa, rồi lúc đấy nghe bình thường, cái bình thường tới đoạn cuối thì nó sẽ làm nhỏ lại bằng cái fade out ha. Rồi ok, thì một số cái này sử dụng thường xuyên nè. Rồi cái này effect thì cái này cũng là khá thú vị đó các bạn. Ví dụ như Hường muốn remove một cái ví dụ như Hường muốn là remove cái màu nào đó, ví dụ như Hường muốn là cái đoạn này đi, cái đoạn này xóa bên dưới, ok. Rồi Hường muốn điều chỉnh cái đoạn này, cái đoạn này thì mình sẽ thấy là nó Hương muốn bỏ hết những cái màu trắng đi, Hương không muốn để màu trắng, mình muốn remove đúng không, thì mình sẽ bấm vào effect này, mình kéo cái remove color này, mình bấm vào đây thì mình sẽ thấy mình lê chuột vào cái color này, bấm vào mình bấm vào cái kim này, mình chích vô màu trắng. Đấy, đại khái là những cái màu trắng nó sẽ biến mất. Đấy, đại khái là như vậy. Thì cái này là dùng để mình remove background. Ví dụ như mình có một cái đoạn video nào đấy cần remove background, để mình kiếm coi thử trong màn hình hiện tại có video nào mà có thể remove background dễ dàng dễ hiểu không? Ví dụ như mình có một cái video này đúng không?
kéo cho các bạn coi video này. Mình sẽ thấy cái video này nó chạy, mọi người thấy nó đang lấp lánh lấp lánh lấp lánh đúng không? Bây giờ mình muốn nó là cái này là một cái khung, mình muốn nó là một cái khung hình chữ nhật, một cái khung hình chữ nhật. Có nghĩa là mình muốn là cái màu trắng, cái khung ở trong đây nó biến mất, ở màu trắng biến mất đi, nó chỉ còn lại cái khung hình chữ nhật thôi, để trong trường hợp mình muốn làm cái khung cho một cái hình nào nào đấy thì mình làm cái khung, thì chúng ta sẽ lê chuột vào cái visual effect này nè, chúng ta bấm vào remove color và kéo nó đè lên đây. Khi mà đè lên đây rồi, chúng ta bấm vào cái chỗ color này nè, bấm vào màu xanh và chúng ta bấm vào cái kim và bấm vào màu trắng. Đấy, thì cái màu trắng của chúng ta đã biến mất, chỉ còn lại màu vàng thôi. Nó tóm lại các bạn muốn bấm mất màu gì thì các bạn lê chuột vào màu đấy, lê cái kim lên màu đấy để chúng ta làm cho nó mất. Rồi sau khi mà Hường làm mất như thế này thì Hường có một cái video video cái khung viền, mọi người thấy nó chạy không? Nhưng mà ở giữa nó là cái khoảng không, nó không có gì cả. Bây giờ bởi vì nó đã biến mất rồi, ví dụ Hường muốn lắp nó vào đây. Ví dụ như đoạn này, Hường muốn lắp nó để che cái chữ hạnh phúc này, đúng không? Ví dụ như Hường muốn tô đậm hạnh phúc, mình kéo nó vô. Rồi ok, mình có thể là shade shade nó. Mình có thể làm nhỏ nó lại. Rồi shade mình muốn là bôi đen bôi đậm cái đoạn đấy với cái sự lấp lánh. Rồi ok, mọi người thấy không? Có một cái khung viền màu vàng như thế, mọi người có thể điều chỉnh thoải mái. Và cái khung viền này là cái cách mà chúng ta có thể là làm được những cái video hướng dẫn trên điện thoại á, mà làm cái khung viền này cho nó rõ ràng, nó đẹp. Rồi ok, như vậy thì chúng ta đã xem xong cái chỗ này nè, cái này khá là thú vị. Hoặc là ở này drop shadow hoặc là những cái này thì nó cũng là cái kiểu mà để mà chúng ta, ví dụ như Hường muốn là cái video này nè, ví dụ như Hường muốn cái video này nó lên, nó giống như kiểu lên màn hình tivi vậy đó, thì mình sẽ bấm vào đây rồi đúng không, chúng ta bấm vào visual effect rồi kéo cái màn hình device frame này vào vô. Đấy, tức là cái video này sẽ chuyển trên cái màn hình giống như kiểu mình đang quay video lại một cái laptop, một cái máy tính bàn. Đấy mọi người thấy không? Nó giống như kiểu máy tính bàn như thế, thì chúng ta cũng thể sáng tạo trong đây có nhiều cái nữa nè. Thực tế thì mấy cái này mọi người chỉ cần bấm vô thí nghiệm là biết nó khá là đẹp, và cái này cũng nhìn cũng thơ mộng đúng không cả nhà? Rồi ok, chúng ta bấm vào những cái caption thôi, cái này cũng không có thường xuyên sử dụng máy. Thì bao nhiêu cái tính năng hồi nãy giờ Hường hướng dẫn á thì nó cũng là một cái mà chúng ta học được khá là nhiều rồi đấy. Bây giờ mình review xem hồi nãy giờ mình làm cái gì. Thực ra video hồi nãy giờ làm cũng lộn xộn quá trời của đất, nó cũng không có phải theo một cái logic nào, không theo ba rem nào, nhưng mà khi mà các bạn có ý tưởng thì chắc chắn cái video của các bạn sẽ hay đó. Vậy nãy giờ mình làm như vậy thôi, cứ tua đi tua lại những cái chủ đề như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ xuất nó ra làm thế nào. Khi mà chúng ta hoàn thiện cái video rồi á, chúng ta muốn xuất nó ra thì mình sẽ bấm vào cái nút share này, nút share, rồi chúng ta bấm vào local file, bấm vào cái chỗ bình thường mình sẽ chọn cái chế độ up to 1080, bấm vào đây, bấm vào next, rồi mình sẽ chọn ví dụ như video hướng dẫn. Đấy, rồi bấm enter hoặc là bấm vào cái chữ finish trên cái màn hình đấy, hoặc bấm enter thì nó sẽ xuất ra. Thì các bạn đợi nó xuất cũng khá là nhanh, tùy vào cấu hình máy, nhưng mà máy Hường thì xuất khá là nhanh cái video này. Rồi ok, mọi người cùng xem thành quả của chúng ta. Nó tóm lại là nó xuất chưa thành công. Thì bây giờ mình check lại thử nó xuất ra ok chưa, nó báo gì đấy Hường chưa có đọc. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô cái nó vừa xuất video hướng dẫn này. Ok, nó chưa xuất thành công đâu cả nhà, không sao, bây giờ mình sẽ xuất lại thử một yếu tố nào đấy. Rồi ok, chúng ta bấm lại, ví dụ video HD, bấm enter. Rồi ok, chúng ta đã video nó đã xuất thành công. Nó tóm lại là mình xuất đâu đó là 50 lần, nó bị một lần không có xuất thành công, thì mình cứ xuất lại như thế thôi, nó cũng hiếm khi bị như vậy. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái video mình vừa xuất ra, mình check thêm thành quả của chúng ta. Đó, nãy làm video tùm lum đúng không? Nhưng mà nhìn chung thì cũng thú vị.
như vậy thôi. Rồi ok, thì mọi người có thể xem thêm một số tính năng mà mọi người có thể làm chuyên sâu hơn, thì mọi người thấy cái màn hình như này nè, nó khá là thần thánh đấy. Chúng ta có thể khám phá thêm nhiều tính năng nữa. Ví dụ như Hường xóa tất cả đi. Xóa tất cả đi. Xóa, xóa. Xóa, đấy là xuất xong rồi, tắt đúng không? Tắt. Bây giờ người ta bảo là mình có muốn lưu lại dự án cũ hay không thì không cần lưu. Mọi người muốn lưu thì cứ lưu lại để lần sau chúng ta có thể mở ra và xuất lại. Ok, bây giờ mình sẽ thử xem làm một cái video TikTok ở trên đây như thế nào. Bấm cái để cho mở, tắt đi mở lại cho dễ hình dung ấy. New project. Rồi, Inbox Media mình kiếm một cái video đó. Cái khung điện thoại. Cái khung điện thoại thôi nha. Chứ Hường không có video tiếp ở đâu, nhưng mà cái video nào mà cái khung điện thoại thì chúng ta có thể edit được. Ví dụ mình có thể edit là video này đi. Là video không? Rồi ok, nó là một cái video đấy. Được, ok. Đây là một cái video. Mọi người biết sao mà mình có thể đi trên trần nhà không? Đấy, mình kéo nó vô thì nó sẽ tự động chỉnh khung thành cái khung TikTok. Đấy là ban đầu nha. Mình kéo vô như vậy thì nó tự chuyển thành cái khung TikTok. Trong trường hợp nó vẫn là cái khung cũ thì nó không tự động chuyển thành cái khung của video TikTok, bởi vì là các bạn đang edit dở cái video, cái khung YouTube chẳng hạn, thì các bạn kéo vô nó không tự động chuyển thành cái khung TikTok. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ là project setting, chúng ta chỉnh nó lại cái kích thước. Ví dụ như kích thước hiện tại đó là như này. Bình thường nếu mà nó là video YouTube thì nó sẽ ngược lại. Nó đâu đó thì tóm lại là các bạn cứ kéo khung vô, nó tỷ lệ nó video ngang ấy, thì cái chỉ số heo của nó sẽ cao hơn. Còn đây là chỉ số heo của nó đang cao hơn, và chỉ số width thấp hơn, thì đây là tỷ lệ của video video TikTok. Thì các bạn có thể edit ở đây, nó tóm lại các bạn có thể chỉnh tỷ lệ khung ở đây, sau đó các bạn apply thì nó sẽ ra cái khung. Thì đấy là các bạn có thể chỉnh sửa được cái video TikTok rồi. Rồi ok. Như vậy thì chúng ta có thể là mình có thể là kéo cái video này nhỏ xuống cũng được. Đấy, tùy, hoặc là bự nó ra. Ví dụ như mình muốn cho nó thú vị, mình kéo nó nhỏ ra, xong mình để cái màu khác, màu của cái viền màu khác, mình bấm vào project setting, mình chọn color này, mình không chọn màu đen mà mình chọn màu vàng đi, vàng đi cho thú vị, thì mình chọn cái color màu vàng. Thì lúc đấy nó sẽ áp dụng một apply nó thì nó ra màu vàng cái khung như này. Rồi mình muốn là để chữ vô. Để chữ vô, ví dụ như mình sẽ để là bị dính trên trần nhà chẳng hạn. Đấy. Mình đổi màu chữ đi, màu chữ chứ không có thấy. Rồi ok, mình sẽ đỉnh nó lại. Ví dụ như rồi ok, chúng ta bấm size nhỏ nó lại. Dính trần nhà chẳng hạn, ví dụ cho thú vị. Các bạn có thể viết khoa, viết thường, viết kiểu khác thì tùy. Rồi muốn cho nó full video kéo nó ra hết video luôn. Đấy, cho nó chạy. Rồi muốn tắt cái âm thanh ở bên trong thì chúng ta có thể là bấm vào đây và bấm vào cái này, cái mục ở góc trên bên phải để tắt âm thanh, kéo nó xuống là nó hết âm thanh luôn, mất âm thanh luôn, chèn âm thanh khác vô. Mình có thể lên TikTok lấy âm thanh, hoặc là chúng ta có thể import ở từ cái máy của mình. Tóm lại là các bạn có thể kiếm âm thanh từ nơi khác chèn vô. Rồi, các bạn có thể kéo lên. À, các bạn có thể chèn âm thanh khác đúng không? Như nãy Hường nói á, nếu mà dài quá thì chúng ta có thể kéo nó vô. Bấm vào cái vàng để kéo nó vô cho nó vừa. Sau đó chúng ta bấm vào Audio Effect, mình fade out nó, tức là mình làm cho âm thanh nó nhỏ dần, thì tới đây nó sẽ nhỏ dần. À,
Rồi, ok. Đây là âm thanh vô thì nó to dần rồi. Mình có thể tùy thêm cái gì nữa mình muốn. Ví dụ mình muốn cái chữ này nó lấp lánh nhấp nhá thì chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ behavior và chúng ta kéo nó vào đây. Thì chữ của chúng ta sẽ lấp lánh nhấp nhá. Ồ này. À, mọi người thấy nó lấp lánh nhấp nhá không? Nó nhảy 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 đấy. Rồi còn một cái hiệu, muốn hiệu ứng nào nữa thì các bạn có thể tìm thêm ở trên đây. Các bạn thích cái kiểu nào thì chúng ta sẽ ra kiểu đấy. Rồi, Hương nghĩ là video này là cũng khá là đủ rồi. Chúng ta có thể xuất ra cái video này nha. Rồi, trong cái danh sách phát này, Hương sẽ chia sẻ thêm một số cái về cái Camtasia nữa. Các bạn follow theo dõi và nhớ là đăng ký kênh. Bây giờ Hương sẽ xuất nó ra đã. Nhớ bình luận bên dưới nếu các bạn đã hiểu cách làm về Camtasia giúp Hương nha. Bấm vào chọn chế độ này, 1080 này, Donate. Xuất ví dụ như TikTok. Bấm Enter. À, sorry, nó bị thiếu cái tên, nó không hợp lệ. Rồi, ok, nó đang xuất video ra đấy. Thì như vậy thôi là các bạn có thể xuất được cái video TikTok thành công và tùy chỉnh khá là nhanh ở trên máy tính của mình. Và còn những cái tùy chỉnh khác nữa thì ở trong danh sách này Hường cũng chia sẻ nhiều thứ về Camtasia. Hãy nhớ cho Hường một cái bình luận bên dưới, like video này và đăng ký kênh. Hường sẽ chia sẻ nhiều cái công cụ thần thánh hơn nữa trong các quá trình chúng ta làm video marketing và đăng các video trên mạng xã hội nha. Đăng ký kênh, và nếu như các bạn yêu thích học Internet Marketing, học MMO, học kiếm tiền online thì các bạn có thể tham gia vào các lớp học miễn phí của Hường cũng như là các lớp học mà Hường đã chia sẻ ở trong phần mô tả bên dưới video này. Bye bye, hẹn gặp lại.